Ngày này, miền Bắc đã được giải phóng, nhưng miền Nam vẫn tạm thời bị chia cắt. Đến Liên Xô, thăm viếng người thầy lớn của cách mạng Việt Nam, mà trong lòng Bác còn bộn bề bao nỗi lo nghĩ về miền Nam yêu thương. Người luôn trăn trở làm sao để những đứa con Nam Bắc được hội tụ bên người. Một cái may cho tôi là tôi miền Nam tập kết ra Bác, thì chính Bác duyệt cái danh sách đó, Bác yêu cầu phải có một quay phim miền Nam. Ta bên người, người tỏa sáng trong ta, ta bỗng lớn ở bên người một chút. Những người quay phim may mắn được đi ra bên ngoài thế giới rộng lớn cùng Bác, sao có thể không cảm thấy niềm tự hào dân tộc. Bằng ống kính nhà nghề, họ đã thu được những khoảnh khắc của tình yêu nồng nhiệt mà nhân dân thế giới dành cho Bác Hồ, người Việt Nam nhất trong những người Việt Nam. Bác mang hồn dân tộc ra với thế giới, không chút cách điệu cầu kỳ, mà bằng một tấm lòng rộng mở dung dị và tình bằng hữu với bạn bè quốc tế. Với Bác Hồ, quan san muôn dặm là nhà, bốn phương vô sản đều là anh em. Mỗi mảnh đất nơi Bác đến đều ghi lại dấu ấn của sự hòa hữu giữa các dân tộc và xây đắp cho nền hòa bình thế giới. Chính chất nhân bản toát lên từ phong thái rất đời thường của một vị lãnh tụ đã khơi nguồn cảm hứng sáng tạo cho những nghệ sĩ điện ảnh đi bên Bác. Thủ tướng Ấn Độ Nehru đã nói, người có một trái tim lớn lao, chính vì thế khi đón người, chúng ta cũng lớn lên theo.